Hello và chào mừng em trở lại với channel của Lộc nha các bạn ơi. Đấy, sau bao nhiêu hôm mà tôi đã ẩn danh á các bạn đấy, hôm nay Lộc Bounty sẽ quay trở lại comeback nha anh em. Và các bạn nào mới vào mà chưa like và đăng ký kênh, bỏ ra vài giây thôi để like cho Lộc một cái và đăng ký kênh cho Lộc một cái nhé. Bởi vì bây giờ hơi ban đêm một chút nên mình có thể nói hơi nhỏ thì anh em thông cảm cho Lộc ha. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Và cái combo này là combo Sun Bounty đến từ một bạn trên YouTube sáng tác ra, đó chính là bạn Phơ nha anh em, Phơ 99 đấy. Và combo này được sử dụng đó chính là bằng sắc mần karate và cũng như là sâu này, với nhà Paul Lever 2 và cũng như là súng độc nha các bạn đấy. Và cách thức combo này như nào thì anh em đừng quên, bây giờ hãy vào intro quảng cáo cũng là đi theo mình coi video đoạn sau nhá. Đi thôi mọi người ơi. Nếu bạn chưa biết mua Robux tại đâu ư? Hãy tới ngay shop roblox.vn nhé các bạn. Shop có đầy đủ các loại dịch vụ từ cây thuê cho đến mua bán Robux. Đấy. Chỉ có thể là tại shop roblox.vn nha mọi người. Và cái combo này thì bây giờ tôi sẽ combo một cách hơi chậm rãi trước để cho anh em cùng coi cái combo này nó sẽ ra sao nha mọi người. Và đầu tiên anh em phải có ít nhất là ba cái này nha, sắc mần vẫn mình sẽ sâu full hết, tất cả đều full hết skill nha, và pole này. Còn súng độc thì tôi nghĩ là không cần, nhưng mà tôi khuyên anh em là khoảng nếu mà anh em combo chắc chắn là muốn chết á thì tôi nghĩ anh em cần súng độc nha. Bởi vì súng độc là nó stun ở bộ combo này, và combo sẽ ra sao thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đâu đứng yên em trai. Và đầu tiên anh em combo thì anh em phải sử dụng Z xong rồi X của Polever 2 nha. Xong rồi các bạn xài skill C của Soul này. Đấy, thấy không? Sau khi các bạn xài xong skill C của Soul thì các bạn nhanh tay chuyển về súng độc và các bạn ấn Z này. Đấy, thì để nó hia súng độc ra, xong rồi các bạn lại về sâu lại nha, các bạn ấn V, xong rồi các bạn nhanh tay ấn X luôn giúp mình nha, thì nó sẽ dính hai cái bộ VX một phát cùng một lúc luôn này, các bạn thấy đau không? Đấy, thấy không? Sau khi anh em xài VX sau cùng một lúc ấy, thì mọi người hãy dùng sắc mần karate X xong rồi ZC nha, đấy X. X thì nó sẽ bay lên trời, xong X thẳng mặt nha, xong anh em ngửa đầu lên trời ZC luôn. Đây tôi làm lại này, tôi quên. Đây, bè nha. Đây nha. X nó sẽ bay lên trời ZC nhảy luôn. Đấy là đi luôn, nhưng mà tôi combo hơi chậm nên hụt ha. Đấy, tại vì cái này combo anh em quen tay nhanh thì sẽ được, còn combo hơi chậm chậm ấy thì nó dễ né và người khó trúng. Thế nên tôi nghĩ anh em nào một combo thì nên combo thuần thục, xong rồi anh em đi Sun Bounty ha. Đâu đấy, bây giờ tôi sẽ để cho thằng cu này combo tôi một cách nhanh thì nó sẽ ra sao nha anh em. Đấy, combo anh đi mày. Bật Haki lên combo đi. Rồi ok, combo đi em. Để coi xem liệu có ngỏm luôn không nhá. Đấy, anh em thấy chưa, một phát là say đắm luôn anh em. Ôi trời ơi, chết tôi. Tôi quên mất chưa set Spawn. Đợi tôi chút, tôi xài chế đo, tôi bay qua cái đã. Nhưng mà VX thì hay hơn em. Đâu để ai, cái VX thì nó ngầu hơn nhỉ. Để anh bay về lại về mansion cái. Đợi tôi set Spawn luôn cái nhé anh em. Tránh thủ random một nháy luôn mấy ông. Úi xài. Đâu, để tôi test nhân phẩm. Úi xồi, ra chốp luôn. Xài, quá đỉnh luôn. Đấy, và bây giờ tôi sẽ đổi về trái sâu. Tôi sẽ combo nhanh cho em coi thử nhé. Đấy, để combo nhanh thì nó sẽ có thể là ra như vậy đâu. Em đâu rồi em, qua đây. Nhìn tôi, bây giờ tôi sẽ vỗ đi thằng cu này này. Qua đây em. Bây giờ tôi sẽ combo cho các bạn cùng coi nhé. Tôi chỉ làm một lần duy nhất thôi nhá mấy ông nhá. Đâu, bây giờ là ZX của Pole này, C của Soul này, xong rồi Z của súng độc này, xong rồi lại VX của Soul nha, xong rồi sắc mật anh em xài X, Z, C nha. Đấy, và bây giờ tôi sẽ combo cho anh em coi này. Chết thề, cái combo này nó nhiều quá anh em ạ. Đôi khi ấy, tôi thấy cũng hơi khó nhớ thì bây giờ cũng phải cắn răng chịu đựng. Đấy, nói chung là bây giờ tôi sẽ combo nhé. Bye bye, đâu rồi em?
Thề luôn ý, mấy ông ạ, còn một chấm mó này. Không phải, tôi thấy nó bay đi đâu ấy. Biết là bay lên trên rồi, nhưng mà đấy, nói chung là sắc bẩn thì thôi, anh em nên combo sao chứ tôi hơi khó khăn một chút đâu. Để mà anh thải xài thử skill X mà. X là không phải V, V nhảy lên chứ đúng không? V nhảy lên này. Ở kìa sao chết luôn rồi, cay thế. Trời, trời tôi đấy. Sao đam của V nó đau dữ vậy? X lên trên trời. À, X lên trời hả? Ok, đây. Lỗi kỹ thuật đấy anh em ạ. À. Lỗi kỹ thuật. Đây, thì ra là từ khi X là chúng ta phải lên trời rồi, tại vì V cái này à, bay lên trời luôn. Tôi quên. Bây giờ làm lại một lần thứ nhất thôi nhá, anh em nhá. Một lần thứ nhất này này. Một đêm duy nhất thôi nhá. Ôi, xài hụt. Cay vãi nhưng mà vẫn ngỏm đấy. Một pha combo hơi thòng lòng một chút nhưng mà nó vẫn ngỏm, mặc dù tôi vẫn chưa xài nó Valat hay cái gì nha anh em. Đây tôi chỉ với có 3 mét bounty thôi anh em. Ui rồi ơi, ui là trời, quá đã luôn đấy. Cái bộ combo này nó phải gọi là khỏe vãi nhái luôn anh em. Đây combo lại cho em coi lần cuối này. Ui rồi ơi sao. Đấy, đây nhá, hai bên đều bật Haki nhá. Đâu, em thử xài nón vào đi. Xong anh cũng thử xài xem có khỏe, à có chết không nhá. Anh em coi thử nhá. Tôi phải combo chuẩn chỉ được một phát xem nào, anh em. Đấy, mặc dù combo này tôi chỉ combo qua đề, đúng là lần thứ tư thôi nha anh em. Đề đúng là lần thứ tư, tôi đọc qua đúng lần thứ tư. Bây giờ đề tôi combo, tôi đọc qua để nhớ. Nhưng mà đề combo lần thứ tư thôi. Đấy, đúng rồi, cái này nên cầm đắc quát thì nó ngon hơn, tại vì anh em xài toàn melee với trá quỷ không à. Tôi cầm lộn cái nón pha lát của bắp đấy. Đâu đắc quát đâu rồi, rồi tới thằng này sai lầm khi giới thiệu tôi cái đắc quát rồi, sai lầm tuổi trẻ rồi. Đây tôi bây giờ tôi combo cho em coi này, đứng yên em trai. Đấy tôi thì combo hơi gà thì anh em thông cảm với tôi nhé. Đấy ui rồi ôi, một búp đa như này là ngỏm luôn. Nhưng mà ấy, tôi thấy cái bộ combo này là vẫn hơi thừa đam. Không biết là liệu anh em có combo nào săn bounty mới hơn không? Săn combo kiểu nó rút ngắn lại sát thương mà chuẩn hơn không? Tại vì Xpo Lane như này, tôi nghĩ là combo nhẹ đẹp đấy. Nhưng mà nếu mà để xài Xpo Lane mà đi stun người khác xong rồi bắt đầu bị combo ấy thì cái combo này tôi nghĩ là đánh nhau dưới đất thì hợp nha, nhưng nếu bay trên trời thì rất là khó để combo nha anh em. Không, tôi nghĩ thật, nếu mà đối phương chỉ cần bay bay tầm đoạn chung chung nhẹ thôi là rất là khó để combo luôn á. Đấy, tôi khai thật. Đấy, và anh em thấy bộ combo này như thế nào? Theo tôi đánh giá nha, thứ nhất là nhiều đam, có nó rất là đam, rất là khủng khiếp luôn. Bởi vì đây bây giờ tôi sẽ sâu cho anh em, riêng tôi nghĩ là chỉ riêng trái sâu thôi có thể combo ngỏm của tỏi luôn đấy, khai thật này. Đấy anh em thấy chưa, thấy không, riêng một bộ combo 4 skill của trái sâu thôi nó đã ngỏm luôn rồi cơ. Thế nên là đam tôi thấy cũng khá là thừa mọi người ạ. Mà bộ combo game chúng ta xài đến tận 3 skill thì đến skill X của sắc mình là nó đã đi rồi, nên thế nên là cũng không cần phải ZC đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là chủ yếu là cho đam cho nó đầy đủ nếu mà 25 m á. Anh em thấy bộ combo này như nào? Như tôi là thấy đam đánh giá là to và thừa khá là nhiều, nhưng mà về cái bộ khống chế của nó thì khá là dễ né lúc đầu nha. Nên tôi nghĩ là anh em nào mà xài trái sâu ấy thì đây mọi người có thể làm như này thì tốt hơn. Đây đây nha, ví dụ anh em có cái cây đi đấy thì mọi người người combo như này tôi thấy hợp lý hơn đấy. Sau khi mọi người đặt được cái cây mà bị giữ lại được đấy á thì mọi người hãy xài ZX của Pole thì combo, thì tôi thấy là combo sâu và trái sâu này nó khá là 10 điểm nha. Nhưng mà nếu mà đặt cái này mà không dính không bắt được nha là hơi khó khăn lắm mọi người. Và cái này tôi thấy combo cũng khá là đẹp mắt và thích thú đấy. Anh em thấy combo này nha thì đánh giá cho tôi với nha, và chắc là video này cũng sẽ off tại đây thôi. Và anh em muốn tôi săn bounty thử tôi săn bounty bằng
cái bộ combo này không, anh em hãy để cho tôi xin một comment bên dưới với nhá, và chắc là cũng off tại đây thôi, và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo nha các bạn ơi. Úi dồi ôi, em ơi là em đi củi liền, đi củi liền, thấy không anh em, nếu mà cái cây nó mà giữ chân được thôi là đắp chiếm của tình đó. Và thôi, và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo nhé, bye bye mọi người. Anh em muốn mình làm video gì tiếp theo hãy comment bên dưới giúp lòng với nha, và bây giờ mình sẽ off thôi, hẹn gặp lại vào các video tiếp theo, bye bye mọi người, bye bye, see you again, bye bye.